Em Tuấn xin kính chào các bác. Trong thời gian vừa qua thì trên kênh của em cũng được rất là nhiều các bác ủng hộ, đóng góp. Nhưng xong để cho cái việc theo dõi kênh nó đỡ bị lẫn lộn thì em cũng theo nhiều ý kiến đóng góp của các bác, cũng như là nhiều bác cứ vào đến hỏi là ơ tại sao đợt này lại lắm hàng cỏ với hàng rẻ tiền, thế lại không có hàng không có hàng cao cấp. Hàng cao cấp em cũng có, nhưng mà nhiều lúc là em cũng phải đăng cho các bác vừa tiền, đam mê vừa tiền. Mặc dù là nhiều đôi hàng rẻ nhưng mà giá trị nó rất là cao. Em thì cứ nhập về hàng nào bán hàng đấy thôi. Thì sau đây em xin phép các bác là loa thì hôm nay em chưa quay, nhưng em xin phép em được thông báo trên kênh. Theo nhiều bác hỏi để nó đỡ lẫn lộn ấy, thì em xin phép là em sẽ chia sẻ bớt cái kênh của em sang một cái kênh của Tuấn Thảo đây. Hiện tại em còn một cái kênh Tuấn Thảo Âm Thanh nữa. Đây Tuấn Thảo Âm Thanh ạ. Thì các bác cứ gõ vào Tuấn Thảo Âm Thanh. Thì bên cái kênh Tuấn Thảo Âm Thanh này em sẽ chuyên đăng những cái mặt hàng bình dân, mặt hàng giá rẻ, nhiều đôi loa rất là cao cấp nhưng giá rẻ, bình dân. Tất cả loa âm ly hoặc là một số thiết bị đồ. Tóm lại là em sẽ để cái kênh này, cái kênh bên này em sẽ để một số dòng loa cao cấp. Và kênh bên kia thì em sẽ bán một số dòng loa bình dân, tầm tiền bình dân. Tầm tiền bình dân các bác chú ý hộ em là không phải là không có loa cao cấp ạ. Mà kênh kia em sẽ bán hàng rẻ cho các bác, và kênh này em sẽ bán hàng cao cấp cho các bác. Để nó rõ luôn là các bác chú ý hộ em là trên cái kênh bên kia kìa. Là cái kênh là Tuấn Thảo Âm Thanh các bác nhé. Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Đây nó có cái tên cái kênh này. Tên kênh đây. Tên kênh là Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Đây Tuấn Thảo đấy ạ. Bởi vì là cái kênh em đang giới thiệu cho các bác, đây là kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Còn em sẽ một cái kênh nữa là Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Các bác nào đam mê những dòng các thiết bị âm thanh, rồi tóm lại là tất cả các thiết bị em hàng ngày em bán mà tầm giá bình dân, giá rẻ, thì bác theo dõi sang kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ giúp em. Đăng ký sang kênh đấy, vì em sẽ bán rẻ. Không phải là sang đấy là giá rẻ mà hàng không cao cấp, chất lượng cao nhá. Em đang có một lô loa BIK rồi là BMB đang về. Và các bác chú ý hộ em là BIK trên 660 với 668 ở trên kênh đang bán 5 triệu 8 hay 6 triệu mấy. Ngày mai những đôi đó về chỉ có hơn 3 triệu thôi. Hơn 3 triệu đến hơn 2 triệu các bác nhé. Đang về rồi. Em chuẩn bị quay lên cho các bác nữa. Nên là em sẽ quay sang kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Các bác theo dõi hộ em. Những dòng loa đấy ngày mai hoặc ngày mai đấy, chắc sáng nấu hòm này về rồi mai em bóc, em sẽ quay cho các bác. Và dòng đó giá phải nói luôn là rẻ sập sàn cho các bác. Tại sao rẻ? Không phải tự nhiên em mua được giá rẻ đâu các bạn. Mà các bác biết là thời buổi Covid như này, có một số bác nhé, không phải nhiều, một số bác đã chót nhập hàng về rồi, nhưng mà cái vốn bị vay, vốn các bác ấy vay. Bây giờ các bác ấy bán chấp nhận lỗ nhá. Các bác ấy bán chấp nhận lỗ để các bác ấy thu hồi vốn để đỡ bị lấy lãi nhiều, đỡ bị lãi nhiều. Nên em cũng lấy nhập lại những cái giá đấy, em cũng bán cho các bác bằng giá đấy luôn nhá. Chứ em không lấy lãi một xu nào luôn, có khi còn lỗ cả cước ấy. Nhưng mà em sẽ đăng vào cái kênh đấy, các bác sang đấy kênh đấy theo dõi hộ em. Bởi vì là các bác ý đã chịu lỗ rồi thì mình không lợi cái đấy nữa. Nên là bác nào đã để lại loa cho em thì cũng theo dõi kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ nhé, ngày mai. Và đăng ký cứ em theo kênh đấy, bởi vì kênh đấy là em sẽ thường xuyên đăng những dòng loa, kể cả cao cấp cũng có, nhưng mà giá bình dân, giá bình dân luôn ạ. Các bác chú ý hộ em đây, kênh Tuấn Thảo. Đấy. Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Đấy các bác đăng ký theo dõi kênh, dòng kênh riêng kênh bên đấy em sẽ đăng dòng loa bình dân và giá rẻ. Và trong khoảng độ 3 đến 5 ngày tới em sẽ đăng trên kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ liên tục luôn. Bởi vì là em đã nhập được một số lô, các bác thông cảm nhé. Không phải là vì cái chuyện vui mà thấy anh em bán audio mà mình mua về đâu. Em nhập lại của các bác đã chịu lỗ. Em bán hàng em biết đã lỗ rất là nhiều rồi, nên em sẽ nhập lại, em bán đúng bằng giá đấy luôn, đúng bằng giá em nhập của các bác ấy, để em đẩy cái tiền đấy đi cho các bác thôi. Bởi vì các bác không bán được, mà tiền khi tham gia kinh doanh audio là các bác cái vay lãi nó nhiều, nên để lâu nó ngâm, nó lãi đẻ mẹ đẻ lãi con. Nên em sẽ bắt đầu chuyển sang riêng kênh này em vẫn bán hàng bình thường, nhưng mà kênh này em sẽ thường xuyên đăng loa cao cấp. Em sẽ chuyển
loa cao cấp mà tóm lại là dòng cao tiền, còn dòng bình dân vẫn là loa cao cấp nhưng giá bình dân, sang kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ các bác theo dõi em. Và em xin phép là được đẩy clip này thường xuyên để cho các bác quay sang cái kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ để bác theo dõi cái dòng bình giá bình dân giúp em nhé. Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ, em cảm ơn ạ.